kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Năm ngày 23 tháng 5 năm 2013, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Báo động về mức độ an toàn của hệ thống truyền tải điện sau sự cố, hơn 22 tỉnh thành phía Nam mất điện chỉ vì hành động vô ý của một lái xe cần cầu. Tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã thể hiện sự yếu đuối của con người và thay vì làm nên đẳng cấp thì nó sẽ chỉ khiến vị thế của người dùng thấp đi trong mắt mọi người. Việc nhập cư vào các đô thị trở nên khó khăn hơn với những quy định mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cư trú. Và trong phần tin quốc tế, nước Anh chấn động khi một binh sĩ bị giết hại dã man ngay trên đường phố thủ đô và trước sự chứng kiến của nhiều người. Năng lượng phát ra trong trận lốc xoáy ở bang Oklahoma của Mỹ hôm 20 tháng 5 mạnh gấp nhiều lần quả bom nguyên tử san bằng thành phố Hiroshima của Nhật trong Thế chiến thứ hai. Thưa quý vị, với chủ đề Hãy hành động vì một tương lai xanh, sẽ có 10.000 người tham gia đi bộ để kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức hướng tới Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố sáng nay tại Hà Nội. Chương trình đi bộ đồng hành vì một tương lai xanh sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 6 tới đây tại khu hồ Bán Nguyệt, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của việc giảm thiểu lãng phí thực phẩm, tiêu thụ bền vững, nâng cao hiệu quả của quy trình sản xuất thực phẩm, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng công nghệ cao ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu có phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường theo chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm nay. Một hoạt động bảo vệ môi trường khác cũng vừa diễn ra sáng nay. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố chiến dịch tiêu dùng sản phẩm xanh nhằm hướng người tiêu dùng sử dụng sản phẩm xanh, sản phẩm của doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống. Chiến dịch tiêu dùng xanh năm 2013 với 8 dự án môi trường được cụ thể hóa bằng những hành động như thay mới mái nhà cho trường học nghèo ở các quận huyện bằng tấm lợp được tái chế từ vỏ hộp sữa, lắp đặt thùng rác được sản xuất từ vỏ hộp sữa tái chế cho các công viên, vận động cộng đồng ưu tiên tiêu dùng sản phẩm xanh. Với các hành động cụ thể, ban tổ chức kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động để cải thiện chất lượng môi trường. Bên cạnh đó, chiến dịch lần này cũng nhằm phát đạt định hướng tiêu dùng xanh, từ đó tạo động lực để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường. Chiến dịch tiêu dùng xanh bắt đầu được tổ chức từ năm 2010. Qua 3 lần tổ chức thì các dự án của chương trình đã thu hút gần 3 triệu người dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Trong khi đó thì trong khi có rất nhiều người dân đang ra sức bảo vệ môi trường thì hiện nay vẫn còn tồn tại không ít những hoạt động phá hoại môi trường đáng buồn. Cụ thể là vụ việc khoảng 1 giờ sáng nay, trong lúc làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện một xe taxi có nhiều dấu hiệu khả nghi nên dừng xe. Qua kiểm tra thì trong xe taxi có chở nhiều túi gỗ thuộc loại quý hiếm. Chiếc xe taxi hiệu Mai Linh mang biển kiểm soát 73L7303 do Trần Hoàng Hà, sinh năm 1979 ở phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, điều khiển và đang lưu thông theo hướng Nam Bắc thì bị tổ tuần tra dừng xe. Nhưng tài xế không chấp hành mà bỏ chạy. Thấy khả nghi, tổ tuần tra đã rượt đuổi hơn 10 km và bắt giữ được xe ô tô này. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 7 bao tải gỗ, tổng khối lượng là 97 kg. Tất cả số gỗ trên đều là gỗ xưa gồm rễ và cành đang trên đường đưa về huyện Bố Trạch để tiêu thụ. Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, không chỉ thực vật mà còn có cả rất nhiều loài động vật cũng đang dần bị hủy hoại bởi hành vi thiếu ý thức của một số người. Theo thống kê của Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới, hàng năm có hàng nghìn các loại động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng vì được sử dụng làm các loại sản phẩm cho con người. Thói quen sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã tuy được xem là một thói quen xa xỉ nhưng lại kém văn minh và đặc biệt còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học trên hành tinh của chúng ta. Thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã cũng chính là một trong những mục tiêu mà Ngày Môi trường Thế giới năm nay hướng tới. Đã từ hơn 2 năm nay, ngày nào chị Dương cũng uống nước mài từ sừng tê giác như thế này.
Mặc dù hoàn toàn khỏe mạnh và cũng không chắc chắn về công dụng của sừng tê giác, nhưng chị vẫn bỏ hàng chục triệu đồng để mua về uống, dù nó có đắt đỏ. Vì thấy người ta mách là sử dụng cái sừng tê giác này là nó chống được nhiều bệnh, ung thư và tăng cường sức đề kháng thì tôi có mua về thì tôi sử dụng. Khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày có tới cả chục ca ngộ độc do sử dụng sản phẩm từ động vật. Uống mật gấu với hy vọng chữa khỏi bệnh xương khớp. Thế nhưng bệnh khớp chưa khỏi mà người phụ nữ này còn phải nằm viện. Cụ cứ mần những giày cộp lên xong là lột từ chân mặt xuống hết đến tay xong mới cuối cùng là chân là cuối cùng. Tím hết người, người cứ run mà cụ vẫn tỉnh nhưng người cứ run lên. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng các sản phẩm từ động vật không có công dụng như đồn thổi. Thói quen sử dụng sản phẩm từ động vật đã khiến không biết bao nhiêu người lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Nó còn làm cho hàng chục các loài động vật quý hiếm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Khi mà chúng ta tiêu thụ quá mức một cái mắt xích nào đấy, thì như vậy chúng ta hình dung là cái về số lượng, tức là cái mắt xích đấy nó có nguy cơ là sẽ bị mất. Và như vậy nó phá vỡ cái nó làm đứt đoạn cái chuỗi thức ăn, tức là phá vỡ cái cân bằng sinh thái. Theo con số thống kê của Văn phòng Cảnh sát Quốc tế tại Việt Nam, nhu cầu hàng năm về động thực vật hoang dã cho mục đích ẩm thực, dược liệu, sinh vật cảnh và xuất khẩu khoảng từ 3.700 đến 4.500 tấn. Trong đó, hầu hết là những loài động vật quý hiếm và đang có nguy cơ tuyệt chủng như tê giác, cu ly, khỉ, rùa, rắn. Động vật hoang dã là một mắt xích quan trọng trong thiên nhiên. Nếu như mất đi mắt xích này, thì hệ sinh thái sẽ bị suy thoái, làm suy giảm nguồn gen và đặc biệt là biến đổi khí hậu như vậy sẽ tác động trực tiếp đến cuộc sống của con người trên hành tinh. Cũng giống như loài người, bất kỳ loài động vật nào được sinh ra trên hành tinh đều có quyền được sống. Đúng là một số bệnh tật của con người có thể được cải thiện nhờ việc sử dụng một số sản phẩm khai thác từ động vật hoang dã. Nhưng trong đa số trường hợp, sử dụng động vật hoang dã chỉ thể hiện sự yếu đuối của con người. Những món ăn và món đồ từ động vật hoang dã không làm nên đẳng cấp mà chỉ khiến vị thế của bạn thấp đi trong mắt mọi người. Sự cố xảy ra đối với đường dây 500 kV tại tỉnh Bình Dương gây mất điện toàn bộ 22 tỉnh thành phía Nam ngày hôm qua, được coi là sự cố điện nghiêm trọng nhất ở nước ta từ trước đến nay. Tuy đã được khắc phục nhưng sự cố đã và đang gây ra rất nhiều ngạc nhiên cũng như là băn khoăn đối với dư luận. Nhiều người hiện đang đặt câu hỏi, phải chăng là hệ thống truyền tải điện quốc gia mà ở đây là đường dây 500 kV đang quá mỏng manh? Các chuyên gia trong lĩnh vực điện lực khẳng định sự cố xe cần cẩu trồng cây chạm vào đường dây 500 kV ở Bình Dương gây ra mất điện đồng loạt tại 22 tỉnh, thành phố là tất yếu và bất khả kháng. Bởi đường dây 500 kV Bắc Nam là đường điện siêu cao áp độc đạo. Khi xảy ra sự cố, những đường truyền bên cạnh ngay lập tức sẽ bị quá tải và gây ra tình trạng mất điện toàn hệ thống. Tuy nhiên, việc cả 22 tỉnh, thành phía Nam cùng mất điện, trong khi đó, khu vực này có tới 16 nhà máy điện, theo các chuyên gia là hiện tượng bất thường. Tức là ý của bạn là khi mà mất cái đường như vậy thì có thể là vẫn còn một số nhà máy lân cận là cấp cho khu vực đấy, không đến mức phải cắt điện đúng không? Cái này thì quả thực là mình cũng không giải thích được. Chiều ngày hôm nay, tại Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, hoạt động giám sát đường dây 500 kV Bắc Nam đã được siết chặt hơn sau khi vận hành trở lại. Tuy nhiên đến thời điểm này, EVN cho biết vẫn chưa thể thống kê thiệt hại vì còn nhiều tổ máy chưa khắc phục xong. Thì trong lúc sự cố xảy ra cho đến nay thì tất cả các cái tổ máy nhiệt điện chạy dầu và tủ khí chạy dầu ở phía Nam chúng tôi phải huy động hết để có thể hỗ trợ khôi phục cung cấp điện cho hệ thống điện miền Nam. Và còn cũng rất nhiều chi phí khác để chúng ta phải khắc phục, xử lý các cái sự cố trong quá trình mà chúng ta đưa các tổ máy vào vận hành trở lại. Cho đến giờ này thì vẫn còn khoảng 1.300 MW là chúng ta vẫn đang tiếp tục xử lý tiếp. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thừa nhận, với quy mô lớn và tính chất nghiêm trọng như thế, thì đây là sự cố lần đầu mà đường dây 500 kV Bắc Nam gặp phải kể từ ngày đưa vào khai thác năm 1994. EVN cũng thừa nhận, do đây là trục đường điện xương sống trải dọc khắp đất nước dài gần 1.500 km, nên bất kỳ một sự cố nào liên quan, hậu quả sẽ không thể đong đếm. Trong cái quá trình tải cao như vậy thì
cái việc vận hành an toàn của đường dây 500 km Bắc Nam là yếu tố quyết định và sống còn đến cái an toàn cung điện cho hệ thống điện phía Nam, bao gồm khoảng 22 tỉnh thành, và cũng như đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống điện quốc gia. Và bất kỳ một sự cố nào xảy ra trên các đường dây 500 km Bắc Nam cũng có thể gây tác động rất lớn đến cái độ an toàn vận hành của hệ thống điện và có thể ảnh hưởng đến cung ứng điện trong các khu vực. Việc 22 tỉnh thành mất điện chỉ vì một chiếc xe cầu có thể coi là một sự việc hy hữu, nếu không muốn nói là hài hước. Thế nhưng nó lại cảnh báo đường dây điện chạy xuyên quốc gia dường như không đủ an toàn và không được đảm bảo an toàn như lẽ ra nó phải có. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có những âm mưu phá hoại, hay chỉ đơn giản có 3 chiếc xe cầu và vào đường điện cùng một lúc? Liên quan đến sự cố gây mất điện toàn miền Nam chiều ngày hôm qua, Công an tỉnh Bình Dương cho biết là Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh đã vào cuộc để điều tra vụ việc. Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là vụ mất điện nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, gây ra hậu quả rất lớn cho xã hội. Do vậy, không loại trừ khả năng khởi tố vụ án để điều tra các hành vi cá nhân có liên quan. Hiện toàn bộ tang vật gây ra sự cố mất điện đã bị lập biên bản tạm giữ để xử lý. Tài xế lái xe cầu gây ra sự cố được xác định là Ngô Đình Thảo, sinh năm 1986, ngụ ở Trà Vinh, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện do bị điện giật. Chiếc xe này hiện đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Vụ mất điện toàn miền Nam chiều hôm qua 22 tháng 5 khiến nhiều người liên tưởng tới những sự cố mất điện diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cả nước trong nhiều năm trở lại đây. Mời quý vị cùng nhìn lại những sự cố nghiêm trọng này. Từ tối ngày 28 tháng 9 năm 2009, cơn bão số 9 với sức gió cấp 12, giật trên cấp 12 đổ bộ trực tiếp vào khu vực miền Trung đã gây sự cố hai mạch trên đường dây 500 kV Bắc Nam, đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh. Cơn bão số 9 cũng gây ra sự cố tại nhiều đường dây 220, 110 kV ở khu vực miền Trung. Và phải đến 16 giờ 40 phút ngày 29 tháng 9, EVN mới khôi phục được một mạch của đường dây nói trên. Mưa lớn diễn ra liên tục từ đêm 30 tháng 10 đến sáng 1 tháng 11 năm 2008, với lượng mưa có lúc lên tới 350mm, khiến Hà Nội chìm trong biển nước. Ngập lụt khiến hệ thống điện tại nhiều khu vực gặp sự cố, gây mất điện kéo dài trên diện rộng trong 3 đến 4 ngày liền. Công ty Điện lực Hà Nội đã phải ban hành lệnh báo động khẩn cấp cấp 1 về phòng chống lụt bão. Điều cá biệt, ngay cả khi trận lũ lịch sử đã đi qua gần 20 ngày, tòa nhà chung cư cao cấp Hà Thành Plaza ở quận Đống Đa vẫn chưa có điện trở lại, khiến hơn 100 hộ dân phải trải qua những ngày lao đao do thiếu điện, thiếu nước. Vào 14 giờ 40 phút ngày 27 tháng 12 năm 2006, xảy ra sự cố làm một máy cắt điện cao thế tại trạm 500 kV Pleiku Gia Lai bị hỏng, gây rã lưới toàn bộ hệ thống điện miền Bắc từ Quảng Bình trở ra. Vào thời điểm trên, hai đường dây 500 kV đoạn Đà Nẵng Pleiku đang truyền tải điện với công suất cao ra miền Bắc theo kế hoạch đảm bảo điện mùa khô năm 2007, nên sự cố đã gây mất điện toàn miền Bắc. Đến 11 giờ 30 phút ngày hôm sau, sự cố mới được khắc phục hoàn toàn. Vào lúc 4 giờ 50 phút ngày 9 tháng 5 năm 2005, đúng mùng 1 Tết, một vụ cháy nổ đã xảy ra tại trạm biến áp 110 kV, núi 1 thành phố Thanh Hóa, khiến gần nửa thành phố và các khu vực dân cư ở hai huyện Đông Sơn, Quảng Xương bị mất điện hoàn toàn. Nguyên nhân được xác định là do công suất tăng đột ngột cùng với việc sử dụng các thiết bị quá lạc hậu. Phải đến hết ngày mùng 3 Tết, sự cố trên mới được khắc phục. Điện đã góp phần làm nên cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Không có điện, cuộc sống người dân bị đảo lộn, giao thông hỗn loạn, trong khi nhiều doanh nghiệp sản xuất bị đình trệ. Trên thế giới cũng từng có không ít những sự cố mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, tương tự như sự cố ngày hôm qua tại khu vực phía Nam. Ngày 24 tháng 8 năm 2003, sự cố mất điện lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đã tác động đến một khu vực rộng lớn từ miền Bắc nước này tới miền Nam nước láng giềng Canada. Tại thành phố New York, hệ thống tàu điện ngầm, thang máy, bệnh viện và sân bay ngưng hoạt động hoặc phải xoay sang dùng điện dự trữ. 40.000 cảnh sát và toàn bộ lực lượng phòng cháy chữa cháy đã được huy động làm việc suốt đêm để duy trì trật tự. Đợt mất điện lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đã gây thiệt hại ước tính khoảng 6 tỷ đô la Mỹ và ảnh hưởng hơn 50 triệu người. Đáng chú ý, sự cố này bắt nguồn từ việc những ngọn cây mọc quá cao chạm vào một đường điện cao thế.
Trong khi đó, quá tải là nguyên nhân gây ra sự cố mất điện hy hữu ngày 4 tháng 11 năm 2006 tại nhiều quốc gia châu Âu. Sự cố cắt điện bất ngờ đã khiến hàng nghìn người mắc kẹt trong thang máy, toa tàu điện ngầm và sân bay. Nguyên nhân được điều tra sau đó là do trời đột ngột trở lạnh ở nước Đức, các máy sưởi đồng loạt được sử dụng. Hậu quả là nguồn điện bị quá tải, automat của hệ thống năng lượng châu Âu đã tự ngắt để bảo vệ an toàn cho các thiết bị truyền tải. Tại Brazil, sấm sét lại là nguyên nhân khiến 1/4 dân số nước này phải sống trong bóng tối trong sự cố mất điện ngày 10 tháng 11 năm 2009. Sự cố xảy ra ở hai thành phố lớn nhất Brazil là Sao Paulo và Rio de Janeiro. Đài phát thanh Brand News ước tính 50 triệu người ở 9 bang đã phải sống trong bóng tối. Sự cố cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và hệ thống thông tin liên lạc ở quốc gia Nam Mỹ. Mới đây nhất, một trong những sự cố mất điện lớn nhất thế giới đã làm một nửa đất nước Ấn Độ bị tê liệt, buộc 670 triệu người phải sống trong bóng tối và khiến phần lớn hệ thống giao thông bị đình trệ. Sự cố bắt đầu vào chiều ngày 30 tháng 7 năm 2012 khi một hệ thống lưới điện ở miền Bắc bất ngờ ngừng hoạt động. Cuộc khủng hoảng nhanh chóng lan sang miền Đông và Đông Bắc Ấn Độ. Ban đầu, nhiều người cho rằng đợt mất điện trên một nửa lãnh thổ Ấn Độ là do lượng điện tiêu thụ tại một số khu vực quá cao. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Ấn Độ sau khi điều tra đã tiết lộ rằng có bàn tay của tình báo Trung Quốc đứng đằng sau vụ việc. Việc nhập cư vào các đô thị lớn nhiều khả năng sẽ khó khăn hơn so với hiện nay nếu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cư trú được Quốc hội thông qua. Trong phiên họp Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày dự thảo luật này. Dự thảo luật quy định công dân phải có thời gian tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên mới được đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương. Trong khi đó, theo quy định hiện nay, thời gian tạm trú chỉ cần 1 năm. Bộ Công an lập luận sửa luật cư trú theo hướng này sẽ giảm tốc độ tăng dân số cơ học vào các đô thị, giúp khắc phục tình trạng quá tải về cơ sở hạ tầng, về dịch vụ công và hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, một số đại biểu Quốc hội nhận định đây không phải là giải pháp giải quyết gốc rễ vấn đề, bởi lẽ người dân cư trú tại các đô thị là để sống và làm việc, không phải vì không được đăng ký thường trú mà họ không sinh sống tại nội thành. Ngoài việc tăng yêu cầu về thời gian tạm trú, dự thảo luật còn quy định về điều kiện diện tích chỗ ở tối thiểu khi đăng ký thường trú. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc xác nhận về diện tích nhà ở và số lượng người đang cư trú tại nơi ở đó sẽ làm tăng thêm thủ tục hành chính, gây phiền hà tốn kém, dễ bị lợi dụng làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích của người dân. Sáng nay, Cục Cảnh sát Biển Việt Nam đã diễn tập đối phó với tàu nước ngoài bị nghi là chở vũ khí trái phép. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tập huấn cho sĩ quan của các quốc gia vùng Vịnh Thái Lan lần thứ 5 do Cục Cảnh sát Biển Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp thực hiện. Tình huống đặt ra là lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam phát hiện một con tàu quốc tịch Thái Lan di chuyển trong khu vực lãnh hải nước ta. Qua kiểm tra, con tàu này trước đây đã từng chở vũ khí trái phép. Sau khi tiến hành kiểm đếm các thành viên, lực lượng cảnh sát biển đặt ra nghi vấn vẫn còn các đối tượng lẩn trốn. Lục soát phòng đầu tiên, lực lượng phát hiện và bắt giữ một đối tượng khả nghi. Ngoài việc sử dụng súng, rùi cui điện, lực lượng cảnh sát biển còn được trang bị gương cầm tay. Nhờ đó, một đối tượng có sử dụng vũ khí lẩn trốn trong phòng bị phát hiện và bắt giữ. Sau khi xác minh, tra hỏi, cảnh sát biển Việt Nam kết luận tàu không chở vũ khí trái phép. Các hoạt động xâm phạm chủ quyền và vi phạm pháp luật của các tàu nước ngoài trên vùng biển Việt Nam đang có xu hướng ngày một gia tăng. Chỉ tính từ đầu năm đến tháng 3 năm 2013, Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện khoảng 1.670 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, bắt giữ 11 vụ buôn lậu. Trước đó, vào cuối năm ngoái, lực lượng này đã tóm gọn 11 cướp biển nước ngoài nguy hiểm trên vùng biển nước ta. Vì vậy, việc diễn tập sẽ giúp nâng cao kỹ năng cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thời gian tới. Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở một số trục đường chính và khu vực nội thành, ngành giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đầu tư xây dựng các cầu vượt bằng thép. Dù hiệu quả ban đầu đáng được ghi nhận, nhưng giới chuyên môn cho rằng nếu không cẩn thận thì việc đầu tư cầu vượt nhẹ sẽ phá vỡ quy hoạch tổng thể và gây lãng phí lớn do cầu vượt thép đang đẩy ùn tắc từ chỗ này sang chỗ khác. Khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả từng là một điểm đen ùn tắc của thành phố Hồ Chí Minh gần một tháng sau khi đưa cầu vượt bằng thép vào sử dụng. Cảnh ùn tắc đã không còn. Đèn tín hiệu giao thông cũng được chuyển sang chế độ nghỉ. Cầu vượt bằng thép dường như đã phát huy tác dụng.
Sau xây công việc thép này thì coi như là giờ rất là tốt rồi, vấn đề tình hình giao thông rồi, coi như khỏi cần công an nữa, khỏi cần cảnh sát đường đỏ nữa. Tuy nhiên, cách đó không xa, tại nút giao Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, un tắc đã xảy ra dù chưa tới 16 giờ. Tình trạng này ngày nào cũng vậy. Mình đi hàng ngày thì tầm độ sáng tầm 8 giờ đi qua con đường này thì nó hay là bị tắc, còn chiều đến tầm 4 giờ hơn 4 giờ ra. Việc thi công cầu vượt bằng thép tại nút giao Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám được cho là nguyên nhân chính gây ùn tắc. Tuy nhiên, nút giao này quá tải một phần do lưu lượng xe di chuyển nhanh tại vòng xoay Lăng Cha Tả dồn về, trong khi hạ tầng tại chỗ không đáp ứng được. Tình trạng cũng ghi nhận tại các nút giao kế cận khu vực có cầu vượt bằng thép như ngã tư Hàng Xanh hay ngã tư Thủ Đức. Vô hình chung, cầu vượt bằng thép đã đẩy ùn tắc từ chỗ này qua chỗ khác. Bây giờ chúng ta làm cầu vượt bằng thép thì đó là giải quyết cái giao thông trước mắt thôi. Nhưng mà có thể rằng lâu dài thì có thể cái nút đó thì tốt, nhưng mà nó đẩy cái nghẹt xe qua lại cái nút khác. Thì theo quan điểm của tôi đó thì chúng ta nên có tính toán một cái bài toán giao thông tổng thể hơn. Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, qua ghi nhận thực tế tại các điểm có cầu vượt bằng thép, tình trạng ùn tắc cơ bản đã được giải quyết. Chính vì thế, vừa qua, thành phố đã tiếp tục cho xây thêm 3 cây cầu vượt bằng thép tại giao lộ Nguyễn Tri Phương, đường mùng 3 tháng 2, Lý Thái Tổ, quận 10, Bùng Binh Cây Gõ, quận 11 và Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa, quận Tân Bình. Tổng kinh phí cho 3 dự án là khoảng 880 tỷ đồng. Vấn đề ở đây là cái việc tổ chức giao thông và khai thác giao thông làm sao cho hợp lý để các công trình khi đưa vào sử dụng kết hợp với lại đồng bộ các giải pháp khác. Như tôi nói, ví dụ như là tổ chức lại các luồng tuyến xe buýt hoặc là tổ chức lại cái việc mà đi lại của các làn xe ô tô hoặc là một chiều hóa cái việc mà lưu thông của xe ô tô. Tuy nhiên, việc đáng bàn ở đây là các giải pháp đồng bộ khác dù đã được nhắc đến từ lâu, song việc triển khai dường như vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Đúng như tên gọi, cầu vượt nhẹ hay cầu vượt tạm chỉ nên coi là đối sách tạm thời. Còn để giải quyết bài toán ùn tắc tại đô thị lớn nhất cả nước, cần phải có những giải pháp tổng thể và tầm nhìn cao và xa hơn một cây cầu vượt. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày hôm nay, cả nước Anh rúng động vì việc một binh sĩ nước này bị sát hại dã man bằng dao phay ngay trên một con đường ở phía nam thủ đô London trước sự chứng kiến của nhiều người. Kẻ thủ ác được xác định là hai người đàn ông hô rất lớn những khẩu hiệu Hồi giáo và chính phủ Anh cho rằng nhiều khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố. Vụ tấn công diễn ra gần doanh trại quân đội ở quận Greenwich phía nam London. Các nhân chứng cho biết nạn nhân bị chém đến chết và một số người cho rằng những kẻ tấn công còn cố gắng chặt đầu anh trước khi chúng đụng độ với cảnh sát tại hiện trường. Đáng sợ hơn, hai kẻ tấn công còn cố tình để người qua đường chụp hình và quay phim lại cảnh tượng kinh hoàng này. Một đoạn phim nghiệp dư đã quay lại cảnh một hung thủ giơ dao vấy máu và nói: "Chúng tao phải đánh chúng như chúng đánh chúng tao, mắt đổi mắt, răng đổi răng. Tôi xin lỗi những người phụ nữ phải chứng kiến cảnh tượng này trong hôm nay, song ở quê hương chúng tôi, những phụ nữ cũng phải chứng kiến cảnh tượng tương tự." Hai kẻ đã lao ô tô vào nạn nhân. Tôi cứ tưởng chúng sẽ bỏ chạy, nhưng không ngờ chúng lại xuống xe và chém vào đầu anh ấy cho đến chết. Cả hai có lẽ đã bị điên rồi. Chúng hành động như những con ác thú. Ngay sau đó, Thủ tướng Anh David Cameron, dù đang thực hiện một chuyến thăm ở Pháp, đã phải về nước và triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh Cobra thuộc chính phủ. Những cuộc tấn công như thế này đã từng xảy ra ở đất nước chúng ta, và chúng ta không bao giờ chùn bước. Người dân nước Anh và cả thế giới sẽ lên án hành vi tàn bạo này. Chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm các thông tin để phục vụ công tác điều tra xung quanh vụ việc này. Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây là một cuộc tấn công khủng bố. Cảnh sát cho biết hai gã đàn ông bị cảnh sát bắn trọng thương đã được đưa tới một bệnh viện ở London để điều trị vết thương. Mặc dù các nhà chức trách chưa công bố thông tin ngay lập tức về danh tính nghi phạm, tuy nhiên hãng tin Reuters dẫn lời hai nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết giới chức đang xem xét một mối liên hệ có thể có với Nigeria. Các cơ quan chức năng Anh cũng đã nâng cảnh báo lên mức nghiêm trọng vì lo ngại có thể có những vụ tấn công tiếp theo. Theo Reuters, một đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI sáng qua đã bắn chết một người đàn ông Florida, tình nghi liên quan tới các vụ đánh bom tại giải chạy marathon ở Boston hôm 15 tháng 4.
Vụ việc xảy ra khi nghi phạm này tìm cách tấn công đặc vụ của FBI trong quá trình thẩm vấn. Nghi phạm bị bắn chết là Ibrahim Todasev, 27 tuổi, sống ở thành phố Orlando, thuộc tiểu bang Florida. Tên này bị tình nghi có liên quan đến các vụ đánh bom ở Boston và có quen biết nghi phạm số 1 trong vụ đánh bom là Tamerlan Sanaev, vì cả hai đều là đấu sĩ môn võ tự do ở Boston. Hiện FBI chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc. Người phát ngôn của FBI, Dave Kuvertire, chỉ xác nhận đặc vụ FBI đã phát hiện ra Todasev trong quá trình điều tra vụ đánh bom Boston, nhưng không cho biết danh tính của nghi phạm bị bắn chết cũng như mối liên hệ với vụ đánh bom này. Quá trình tìm kiếm nạn nhân trong vụ lốc xoáy kinh hoàng ở bang Oklahoma, miền Nam nước Mỹ hôm 20 tháng 5 đã kết thúc. Theo tính toán của các chuyên gia, năng lượng phát ra trong trận lốc xoáy lớn gấp nhiều lần quả bom nguyên tử san bằng thành phố Hiroshima của Nhật trong Thế chiến thứ hai. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã xếp cơn lốc xoáy quét qua thị trấn Bo nằm tại ngoại ô thành phố Oklahoma ở cấp độ EF5, cấp độ mạnh nhất trong bảng xếp hạng lốc xoáy. Sức gió được ước lượng từ 320 km/h đến 337 km/h. Trong khi đó, các chuyên gia ước tính năng lượng phát ra mạnh gấp từ 8 đến hơn 600 lần sức mạnh của quả bom thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật năm 1945. Có lúc đường kính của lốc xoáy rộng đến 2 km và quét qua một đoạn đường dài 27 km. Theo cơ quan quản lý khẩn cấp của Oklahoma, thiệt hại của trận lốc xoáy vừa xảy ra có thể lên đến 1 tỷ đô la Mỹ, tương đương thiệt hại do trận vòi rồng tấn công thành phố Oklahoma năm 1999 gây ra. Dư luận Singapore đã bày tỏ sự phẫn nộ về một đoạn video ghi lại cảnh một ông chủ dùng tay đánh nhân viên tới tấp ngay tại văn phòng trước sự chứng kiến của các đồng nghiệp. Đoạn video với thời lượng 17 giây ghi lại vụ đánh người đã được tải lên trang YouTube hôm 18 tháng 5. Báo chí địa phương cho biết nạn nhân là một nhân viên thực tập 29 tuổi. Video đã lan truyền như virus trên mạng và gây ra sự phẫn nộ trong công chúng. Người quay đoạn video cũng là một nhân viên thực tập, cho biết khi anh can ngăn ông chủ, ông này cãi lý rằng mình chỉ đang giúp cậu nhân viên thực tập kia vượt khỏi mặc cảm tự ti về bản thân. Cảnh sát Singapore xác nhận đã nhận được một đơn kiện chống lại ông chủ này, và Bộ Lao động nước này cũng được cảnh báo về vụ lạm dụng tại nơi làm việc. Còn một tờ báo địa phương cho biết cha mẹ nhân viên thực tập đang tính chuyện sẽ yêu cầu công ty đền bù về vụ việc. Trong khuôn khổ của Tháng Văn hóa Pháp tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, phòng trưng bày nghệ thuật Eduard Malinguzhu vừa qua đã giới thiệu bức tượng người đàn ông giữ thăng bằng với một con voi trên lưng. Tác phẩm nghệ thuật độc đáo có kích thước như thật này là của một nghệ sĩ người Pháp Fabien Merel. Toàn bộ bức tượng cao 5 mét được làm từ nhựa thông và sợi thủy tinh. Fabien cho biết, con voi tượng trưng cho những áp lực mà mỗi người trong chúng ta đều phải đối mặt. Cho dù như vậy, chúng ta vẫn phải cố gắng cân bằng chúng và tiếp tục với cuộc sống của mình, giống như người đàn ông này đang cố giữ thăng bằng với con voi trên lưng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thoải mái và tươi đẹp. Chúng ta, những con người nhỏ bé, luôn phải đấu tranh để sống mỗi ngày. Áp lực có thể là tiền bạc, sức khỏe hay bất kỳ vấn đề nào. Do vậy, chúng ta cần học cách tôn trọng mọi người. Ai cũng phải chịu sức ép của riêng mình. Đó chính là thông điệp tôi muốn gửi gắm qua tác phẩm của mình. Tôi nghĩ bức tượng thật đặc biệt. Mọi người chưa từng chứng kiến một tác phẩm tương tự nào trước đó. Vậy nên công chúng rất thích thú. Quả thật, du khách và người dân Hồng Kông tỏ ra khá ấn tượng với tác phẩm của Fabien. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ra mắt, khu vực trưng bày ngay lập tức trở thành địa điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều người. Tác phẩm sẽ được trưng bày ở Hồng Kông cho đến giữa tháng 6 tới. Nhờ công nghệ biến đổi gen mà thuốc lá, một loài cây vốn gây nhiều vấn đề sức khỏe đối với con người, có thể trở thành nguồn cung cấp nguyên liệu sinh học cho các động cơ. Các nhà khoa học thuộc trường đại học Berkeley của Mỹ đã chiết xuất đường và dầu từ lá cây này để biến thành dầu sinh học và xăng. Thành công này đã cho phép người nông dân tiếp tục trồng cây thuốc lá khi có nhiều nguyên nhân khiến sản lượng cây thuốc lá giảm, như nhu cầu đối với thuốc lá điếu giảm, các mối lo ngại về sức khỏe, lệnh cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng ở nhiều nước và sự phản đối của dư luận đối với hành vi hút thuốc lá. Mọi cây thuốc lá đều là nguồn cung cấp nhiên liệu sinh học tiềm năng. Tôi biết các trang trại thuốc lá đang khốn đốn trong những năm vừa qua, vì thế phát hiện này có thể là cơ hội cho nông dân trồng thuốc lá.
các nhà khoa học cho rằng việc sản xuất nhiên liệu sinh học từ cây thuốc lá sẽ không đe dọa an ninh lương thực, điều mà người ta lo ngại đối với đậu nành, ngô, sắn và nhiều loại cây lương thực khác. Người ta cũng không đốt cây thuốc lá để cung cấp nhiên liệu cho phương tiện cơ giới. Thay vào đó, các chuyên gia sẽ chỉ chiết xuất đường và dầu từ lá của cây, vốn tạo ra dầu và đường với khối lượng lớn hơn hẳn mọi loại cây trồng khác. Nhưng nếu được biến đổi gen, lượng dầu và đường mà cây thuốc lá tạo ra sẽ tăng thêm 20%. Các nhà khoa học ước tính rằng khoảng 404 hectare trồng thuốc lá có thể tạo ra gần 4 triệu lít nhiên liệu. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày 23 tháng 5 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.